Đến với một thông tin liên quan tới lĩnh vực giao thông vận tải, và bắt đầu từ ngày hôm qua ngày 1 tháng 8 thì tất cả các tuyến cao tốc cũng đã bắt đầu thu phí tự động không dừng, và có lẽ rằng đây là một trong những điều rất là quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ cũng như là chúng ta trong ngành giao thông vận tải đã cố gắng làm thế nào để chúng ta có thể nâng cấp được hệ thống đường bộ, và từ đó thì cũng sẽ sử dụng nhiều hơn các công nghệ cao vào trong việc di chuyển của người dân. Tuy nhiên thực tế thì vẫn còn nhiều những khó khăn và vướng mắc. Mới đây thì ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty BOT Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết hiện nay thì không ít tài xế vẫn chưa phân biệt được thế nào là làn thu phí không dừng và thế nào là làn thu phí một lần dừng. Điều này gây ùn ứ giao thông và bức xúc cho các tài xế, cũng như là tạo không ít khó khăn cho nhân viên tại trạm thu phí. Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty BOT Pháp Vân Cầu Rẽ, khi xe chưa gắn thẻ y tác đi vào làn ETC, nhân viên trạm thu phí buộc phải rà soát, giải thích và thanh toán bằng tiền mặt, rất mất thời gian. Hay khi xe gắn thẻ y tác rồi nhưng lại đi nhầm vào làn MTC thì bắt buộc phải thu tiền mặt bởi con chip không cập nhật được lên hệ thống thông tin. Việc này dẫn đến ùn tắc cả làn ETC lẫn MTC. Ngoài ra, không ít trường hợp dù phương tiện gắn thẻ thu phí không dừng nhưng vẫn không thể lưu thông qua làn ETC, gây ra tình trạng ách tắc. Lý giải về điều này, ông Oánh cho hay các phương tiện đã gắn chip ETC nhưng không qua được vì trong tài khoản của họ không đủ tiền hoặc không giữ đúng khoảng cách tối thiểu. Một vấn đề nữa khiến nhân viên gặp không ít khó khăn trong quá trình giải thích và giải quyết chính là việc xe ưu tiên không dán thẻ y tác đi vào làn ETC. Hiện nay, các cơ quan nhà nước thống nhất là có thêm làn xử lý sự cố để xe ưu tiên có thể đi vào khi cần thiết.